cái cửa còn lại nha. Và ở đây chúng ta thấy là có biểu tượng là 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 người đảng viên đầu tiên của chi bộ Cửu Lợi, chi bộ đầu tiên của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Quý thầy cô và các em quay lại phía sau, đó chính là cây cừa đó. Cây cừa này thì đã sống đi chết lại rất nhiều lần trong quá trình mà chiến tranh bom đạn. Thì lúc trước thì theo kể lại rằng thì cây cừa này cái gốc rất là to. Và nơi đó thì ở chính giữa cái gốc cây cừa là người ta sẽ khoét có nhiều cái lỗ. Và trong nhiều cái lỗ đó người ta sẽ nhét những cái tài liệu mật vào. Các chiến sĩ của mình là cứ mang tài liệu và nhét vào trong cái gốc cây cừa đó. Trong đó ví dụ như đồng chí Nguyễn Trân cứ giả dạng là những người đi buôn. Hầu như là chúng ta là giả dạng là người đi buôn hết. Cho nên trên phương tiện chiếc ghi bầu đó thì sẽ cập bến lại cây cừa. Và đến cây cừa này thì sẽ nhét những cái thông tin đó bảo mật vào trong từng cái gốc cây. Nhưng mà sau này thì cây cừa này là chiến tranh tàn phá. Để nhiều lần sống rồi chết. Đến nay thì cây cừa này vẫn còn được ở lại. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh là đã cho trùng tu lại cái khu vực này để bảo quản và lưu lại cái hình ảnh cây cừa, để cho chúng ta có thể đến đây để tham quan, để xem lại chiến tích này. Và còn trước kia thì ở đây thì nói chung đây là vườn dừa của nhà đồng chí Tôn Chất. Cho nên ở đây cây cối rất là rậm rạp, toàn là dừa là chính. Và sông nước là phủ kín ba mặt hết. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì đến nay thì giờ cái dòng sông này nó cũng đang bị thu hẹp lại dần. Thì nó rộng dài ra phía trước kìa. Thì đó chính là cái việc thành lập của chi bộ Cửu Lợi. Bây giờ mời đoàn chúng ta có thể là tham quan tự do và chụp ảnh lưu niệm. Xin chúc quý thầy cô và các em có một chuyến tham quan đầy thú vị và bổ ích.